Cây này là cây cây kim quýt thác đổ nha các bạn. Hôm nay có nhiều cây thác đổ lắm nhưng mà giá mắc quá mình mua không nổi. Mua về sợ mình bán không nổi. Có cây này là mình thấy giá tương đối, cái gọng cây nó cũng đẹp. Nhưng mà giá tương đối. Cây này mua tặng luôn, cái chậu đẹp lắm nha, cái chậu này chắc giờ 200 ngàn quá. Chậu này 200 rưỡi gì quá. Chậu này chậu Bình Minh hay gì vậy? Chứ không phải chậu chậu Bình Minh quá. Tôi cũng không rành về chậu. Cây này đổ hẳn xuống luôn nha các bạn, người ta làm cái gọng đổ nè. Này gì kim quýt làm rất là khó, thời gian nó làm lâu hơn linh sam nhiều. Cốt mà cốt cây này mà thấy không, kim quýt mà lại kiếm được cây đổ kim quýt là nó rất là khó. Không phải mình nói gì, cái cây này già cây dữ lắm rồi các bạn. Cây này hoành khoảng 20 nha, mình không có đo cái hoành được. Nói chung là mình bán cây là mình chỉ thấy được cái, mình cũng không thích báo hoành lắm. Hoành xin dành cho những cây bự hoành tráng rồi kìa. Và những cây mini này nói chung là mình cảm thấy là cái giá hợp lý tương đối, chấp nhận theo cái giá đó, dáng đẹp ok rồi. Chứ mình không quan trọng thấy cái hoành nha, có nhiều người đòi báo hoành rồi, trời ơi mình thấy đâu quan trọng chuyện đó. Xin lỗi chứ cây kim quýt nhiều khi bự chảng bự gấp mấy lần cái này. Hôm trước tôi bán gấp mấy lần cây này, tôi bán có nhiêu tiền đâu, quan trọng là cái giá mình cảm thấy hợp lý mình bán thôi. Làm ăn còn lâu dài chứ đâu có bán chụp giật được mấy bạn. Bán chụp giật rồi mình đâu bán được lần nữa. Mình cảm thấy cái giá hợp lý mình bán thôi. Chứ không có quan trọng về cái độ lớn hay là cái nhỏ. Đâu phải cây lớn là nhiều tiền đâu. Đâu phải bự con là xịn đâu. Quan trọng là cái độ đẹp đó nha mấy bạn. Phải tùy cây mình báo thôi. Tùy cây thì như cây phôi thì mình phải báo hoành. Thường cây phôi thì với lại tùy cây mình cũng báo hoành chứ cũng không quan trọng lắm. Mình bán lúc nào mình cũng quan trọng là cái cây đẹp hay cây xấu thôi. Rồi mình đưa ra cái giá hợp lý thôi. Chứ mình không có đưa ra giá ảo, tại mình bán cây hàng ngày mà. Mình không thể nào đưa ra cái giá ảo được. Cái giá lúc nào cũng thực tế theo cái cây. Nếu mà mình bán không được thì mình cũng tự giảm giá nữa. Chứ không phải là mình đưa ra cái giá ảo đi cho mấy anh em rồi vô trả giá rồi lùm la hết đâu, đúng. Thế là mình không cần phải, cái hoành là chỉ là tính chất tượng trưng thôi, cái tàn cũng vậy. Mình chỉ báo tương đối thôi chứ mình không có gọi là trên lệch là chính xác 100% được cây cảnh này. Mà mấy bạn đòi chính xác 100% là những người đó chơi là tôi thấy là có nước sợ lừa đảo hay sao thì mới đòi chính xác 100% hay là sao đó mình không biết. Chứ cây bonsai này là quan trọng là cái độ đẹp thôi. Dạ cỗi đẹp già nua rồi, cái giá hợp lý thôi chứ không có hoành quyết gì, không quan trọng gì vậy. Mình không quan trọng chuyện đó. Không phải bự con là ăn tiền đâu nha các bạn. Theo mình đánh giá cây vậy đó, quan trọng là đẹp thôi, bắt mắt. Kim quýt thác đổ nha các bạn. Cây này đổ hẳn xuống luôn đó nha, rất là đẹp. Hôm qua mình đi cũng hội chợ đó, mình đâu có thấy cây kim quýt đâu đâu. Có một rừng kim quýt duy nhất mình thấy, còn mấy cây kia mình không biết có không. Mà hầu như là đếm trên đầu ngón tay luôn. Tại cái dòng kim quýt này rất là ít người làm. Mà kiếm được cây đẹp cũng khó nữa. Kim quýt nha các bạn.